Norodom Jena, tiểu công chúa của hoàng gia Campuchia không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, thanh tú, kiêu sa và cuốn hút mà còn tài năng. Sau 2 năm bước chân vào showbiz, tiểu công chúa đã sở hữu sự nghiệp và danh tiếng đáng chú ý của công chúng và người yêu mến. Cô bé hot nhất nhì xứ Chùa Tháp là công chúa của hoàng gia Campuchia. Norodom Jena 2011 có cha là người Pháp, mẹ là công chúa Norodom Bukhari, con gái của hoàng tử Norodom Chakrapong và cụ cố của cô bé chính là cố quốc vương Norodom Sihanouk. Tiểu công chúa sinh ra tại Paris, Pháp và là con gái thứ hai trong gia đình. Năm 2015, cô cùng gia đình trở về quê mẹ ở Campuchia sinh sống. Sau 4 năm sinh sống ở Pháp, cô công chúa nhỏ tuổi chính thức quay lại Campuchia năm 2015. Dù chỉ mới 10 tuổi, cô bé đã trở thành một trong những thành viên nổi bật nhất hoàng gia đất nước Chùa Tháp vì nhan sắc kiêu sa, lộng lẫy và ngọt ngào như trăng rằm của mình. Mỗi lần xuất hiện, thần thái cao quý chuẩn gu hoàng tộc của cô đều khiến công chúng đặc biệt chú ý. Được biết, tước hiệu của tiểu công chúa bằng tiếng Anh là Princess Norodom Jena và tiếng Khmer là Nek Ang Gia Sichai Norodom Jena. Ngoài đời thường, cô được công chúng trìu mến gọi là công chúa Jena. Những hình ảnh đẹp đến xuất thần của Jena trong trang phục truyền thống Campuchia. Những hình ảnh đẹp đến xuất thần của Jena trong trang phục truyền thống Campuchia. Không chỉ nổi tiếng với nhan sắc hoàn mỹ, công chúa Jena còn được biết đến là một cô bé vô cùng thông minh, điềm đạm, có cách ứng xử tinh tế, nhạy bén. Là thành viên hoàng tộc, tiểu công chúa lớn lên trong môi trường giáo dục vô cùng ưu việt. Jena thông thạo 5 thứ tiếng gồm tiếng Khmer, Pháp, Anh, Thái Lan và Trung Quốc. Không chỉ giao tiếp, cô còn có thể hát bằng 5 thứ tiếng này.